Cân xin chào các chị và các bạn. Video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng phỏng vấn một câu chuyện giảm cân thành công. Đấy là chị Nga ở Hà Giang. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gọi điện để lắng nghe câu chuyện giảm cân thành công của chị Nga nha. Hãy chị đợi em một chút nha. Vâng, chị Nga, em đang giảm cân đây. Dạ, em chúc mừng chị giảm cân thành công nha. Dạ vâng, thì lần này là em đang có cái chương trình gọi là phỏng vấn câu chuyện những câu chuyện giảm cân thành công ấy. Thì em xin phép gọi là phỏng vấn chị một chút được không? Thế như vậy là tổng kết là mình giảm được bao nhiêu cân và trong khoảng thời gian bao lâu chị nhỉ? Nghĩa là trong vòng tròn một tháng chị giảm. Trong một tháng, trong một tháng giảm được 4 cân. Tốt quá. Thì không biết là trước đây là dạ. Chị mới xả một ngày. À, 2 tuần xả một ngày. Thực ra mình một tuần mình xả một ngày cũng được mà. Cũng không cần phải quá tuân thủ. Đấy. Thế thì bây giờ là trước đây là chị đã áp dụng cái cách giảm cân nào chưa? Nói chung là nói thật với em là rất nhiều cách rồi, nhưng mà cái cách của em chị cảm thấy là rất là dễ chịu. Dễ chịu như bình thường luôn. Không đúng rồi. Cần phải ấy mà chỉ cần tuân thủ theo thực đơn của em. Mà nó đơn giản, nó dễ quá áp dụng đúng không? Dạ vâng. Quá dễ thực hiện và đầy năng lượng làm việc. Dạ vâng, rất là tốt okay. Quá. Dạ vâng ạ. À. Thế thì mình thấy là áp dụng giảm cân với đậu lăng thì mình thấy cái đậu lăng nó có dễ ăn không? Thế có nhiều chị em bảo sợ nó khó ăn, thì mình thấy đậu lăng nó có dễ ăn không? Hay nó như thế nào? Dễ ăn em ạ. Dễ ăn. Rất là tốt cho sức khỏe và rất là nhuận tràng. Chị thấy rất là ok trong tất cả các loại. Dạ vâng. Đậu lăng tốt cho sức khỏe, dễ ăn, nhiều chất xơ, rất là tốt. Dạ vâng, tốt quá rồi. Đấy, thì em chúc mừng chị đã giảm cân thành công. Thì không biết là mình có... Dạ, mình có cái chia sẻ hay là có cái tâm sự gì muốn gửi gắm đến những người đang bị tình trạng thừa cân béo bụng hay không? Đấy thì thật ra thì phụ nữ có tuổi ấy, thì không tránh được những cái thừa cân, thừa mỡ vân vân. Đúng rồi. Thì qua nhiều những cái áp dụng cái ăn kiêng rồi ít insulin rồi heo chỉ các thứ, thì thấy cái phương pháp ăn đậu lăng của em là ok được. Nhất. Nó đơn giản, nó dễ áp dụng mà nó hiệu quả nhanh chị nhỉ? Áp dụng ăn cơm với cả gia đình, không cần phải cho mình một chế độ riêng gì hết. Dạ vâng, đúng rồi. Áp dụng rất là dễ. Dạ vâng. Thế chúc mừng chị nhá, em cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ, cần hỗ trợ gì chị cứ nhắn em qua Zalo chị nhá. Ok em. Dạ vâng, dạ, em chào chị ạ. Như vậy là qua câu chuyện giảm cân thành công của chị Nga thì các anh chị có thể thấy là chế độ giảm cân mà em Hà tư vấn nó rất đơn giản, dễ áp dụng, hiệu quả giảm cân thì nhanh mà nó còn tốt cho sức khỏe nữa. Anh chị nào muốn tham khảo chế độ giảm cân bên em Hà giảm cân thì mình có thể nhấn vào góc bên này để tham khảo phương pháp giảm cân bên em Hà nhé. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.